Hello, chào các bạn, chào các bạn, trước mặt chúng ta là đám cưới gọi cực kỳ khủng luôn, với hai chiếc phantom đi đầu. Các bạn có thể quan sát thấy rất là đẹp luôn, mặt trời phương đông, Bentley Mulsanne, Mulsanne đời mới, Mulsanne Space, Panamera đời mới X tiếp luôn các bạn nhé, mấy bách S600, mấy bách S500, A8L, Audi A8L, một chiếc S450 Luxury đời mới, một chiếc S500, wow, một chiếc Chery Cruze lạc vào đội hình, Peugeot 3008, Mercedes-Benz S63 AMG, Forerunner, vậy các bạn nghe tiếng bồ chưa? Lexus LX 570, Range Rover Sport. Wow, Range Rover Autobiography Longueuil Bay, Range Rover SV Autobiography, Toyota Land Cruiser, chiếc Range Rover của các bạn, một đoàn còn rất dài các bạn nhé. Lexus LX 570, Lexus GX 460. Range Rover biển đẹp Autobiography. Một chiếc Range Rover khác, biển đẹp khác, phiên bản Longueuil Bay. Mẹt GLE 450 AMG, chiếc Range Rover khác. Các bạn thấy đoàn rất dài luôn, tắc đường luôn các bạn. Phía sau còn rất nhiều những chiếc khác đáng chú ý khác thì mình sẽ đi lên các bạn nhé. Mình chú ý thì không thấy còn một chiếc nào đẹp đáng chú ý hơn. Các bạn thấy biển 37 nghe nhá. Linh Đàm, cái địa chỉ mà có lẽ là quen thuộc với ngài người nhà của đại gia Lê Thanh Thản. Tắt lại vì đèn đỏ các bạn nhé. Và giá vàng luôn, đây là chiếc S600 Maybach Os Panamera phiên bản Eclipse, Os Panamera thế hệ trước. Theo là những chiếc Bentley Mulsanne, chiếc siêu sang của hãng xe đến từ Anh Quốc. Đây là chiếc Mulsanne Space, Mulsanne đời mới, đời mới nhất luôn, là một phiên bản đặc biệt là đẳng cấp luôn, có đường coastline, chiếc Mulsanne khác.
sau xe của tôi cũng về luôn. Đây là xe của tôi cũng về. Rất là dã man luôn. Chất luôn rồi. Hai chiếc Phantom và rất nhiều những chiếc Bentley Mulsanne. Đây là chiếc Mặt Trời Phương Đông.